các bà con hiện diện ở đây hôm nay được biết là ngày 21 tháng chạp năm Kỷ Hợi, cũng là ngày trong gia đình con cháu của nhà họ Phan cũng nhà ông bà trời Phật hộ trì cho làm ăn được khấm khá, cho nên nhân cái mùa xuân Canh Tí xuất ra 120 phần gạo, mỗi một phần 10 kg, để chia sẻ làm quà cho quý bà con trong cái mùa du xuân đón Tết. Mỗi phần quà đó tuy là không xứng đáng là bao, nhưng mà cũng nói lên được cái tình đồng bào và nghĩa nhân loại. Điều này cũng mong quý bà con nhận cho ha. Và gia đình cũng mong rằng quý bà con cũng là người lối xóm, cũng ở trong làng địa phương, cũng nên là lo cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, và đặc biệt nhất là quan tâm giúp đỡ cho nhau trong những lúc thiết cần. Bởi vì người xưa nói rằng nhất cận lân nhì cận thân, bà con xa không bằng láng giềng gần. Láng giềng gần mình nên thương nhau, mình nên tương trợ nhau, mình nên giúp đỡ nhau, cũng nhờ niệm Phật, cũng nhờ làm lành, cũng nhờ cố gắng đạo đức tu hành, thương yêu chia sẻ, cho nên mới được ông bà trời Phật ban cho làm ăn được khấm khá, giàu hơn quý vị một chút, cho nên mới chia sẻ điều này. Vậy thì quý vị muốn noi theo thì về cũng cố gắng niệm Phật, cũng cố gắng làm lành, cũng cố gắng chia sẻ với bà con niệm Phật được không? Niệm với tôi 3 câu đi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn và cầu xin lên trên Phật Tổ, Phật Thầy của quyền Phật Tổ, của quý ông bà gia hộ cho tất cả quý vị, và kính chúc bước sang năm mới đều được dồi dào sức khỏe, thịnh vượng an khương, mọi điều tốt lành và ngập tràn niềm vui hạnh phúc trong mùa xuân vạn sự tốt lành như ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xin ra các quà. Con qua đây là mấy, con qua đây là con qua mình một cái bảo gạo ra cho mai nó chụp hình coi. Cảm ơn. Rồi.